Dạ vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tuấn Long Review. Và trong cái video lần này thì em Long lại xin phép là giới thiệu cho mọi người một chiếc TV của Sony đang có giá thành giảm rất chi là sâu ở tại siêu thị điện máy của Ecomax với phân khúc TV là 75 inch. Hiện tại bên em đang giảm rất nhiều các mẫu TV 75 inch và hôm nay là một con những dòng TV mà bên em bán rất chi là nhiều và được rất nhiều các bác yêu thích. Dòng X90K là một trong những dòng TV đèn LED 4K có chạy Full LED với màn hình là Full LED và được rất nhiều các bác yêu thích con này. Bởi sao? Với X85K trở xuống nó là dòng màn hình Duplex LED thôi và phải lên X90K mới là dòng màn hình Full LED. Do đó là các bác lựa chọn X90K là rất nhiều. Hôm nay giá nó xuống sâu nên em sẽ cập nhật giá cho mọi người luôn trong cái video lần này mọi người nhé. Thì các bác nào đang xem video của em thì thấy video của em Huy Long hữu ích thì đừng quên là cho em Long một nút đăng ký kênh để ủng hộ em trong các video mới nhất ạ. Ok, xin cảm ơn tất cả các mọi người. Ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy là bên siêu thị bên em đang có bày bán cũng như kinh doanh rất nhiều các mẫu TV từ nhỏ 32 inch lên đến to nhất là con 85 inch ở phía bên trong này các bác xem. Và phía bên ngoài này là con 75 inch. Thì kích thước 75 nó nhỏ hơn 85 cũng khá chỉ là nhiều mọi người nhá, khá chỉ là nhiều. Các bác nào kê trong khu vực phòng khách thì với kích thước 75 inch là ngang là 1m67, ngang 1m67. Chiều cao mà tính cả chân thì nó rơi vào là 1m04. Còn khi mà các bác bỏ chân đi nó rơi vào 96 hoặc 97 cm cho con 75 inch này. Thiết kế của 75 inch thì rất đẹp mọi người nhá. X90K là tần số quét lên đến 120Hz và có công nghệ chạy Full OLED. Chip là chip XR, thiết kế là lại tràn 3 viền. Đây các bạn nhìn thấy này, thiết kế tràn 3 viền và rất chi là đẹp. Chip của nó là chip XR, là chip trí tuệ nhận thức đầu tiên trên thế giới mà trên dòng TV Sony họ phát hành. Đây các bạn nhìn thấy này, trên cái bảng quảng cáo của nhà sản xuất Sony họ có ghi là chip Bravia XR với tên gọi là trí tuệ nhận thức cho chip XR này. Đấy. Với con chip này thì nó sẽ mạnh hơn những dòng chip của các dòng X80 hay 85K, chỉ là những cái con chip mà chip 4K HDR thông thường thôi. Đấy ạ. 4K HDR của Sony cũng đã rất chỉ là mạnh rồi. Tuy nhiên thì với con chip XR nó còn mạnh hơn gấp nhiều lần và màn hình của nó lại được là màn hình Full OLED. Với màn hình Full OLED thì các bác cái cảm nhận là cái mật độ bóng hình cũng như là cái hệ màu của trên dòng TV này khi mà các bác xem nó dàn trải đều trên TV. Các bác đứng ở bất kỳ một cái góc cạnh nào đây, các bác đứng ngang, đứng dọc thì cái hình ảnh của nó không bị nhòe, không bị mất đi những cái điểm mảnh trên dòng X90K này. Đấy. Con này thì mọi người để ý cho em là nó có thêm những cái hệ màu để mà nâng cấp hình ảnh lên, ví dụ như là XR Tri Plus Pro và những cái độ sâu tương phản hơn. Nhờ cái con chip này nó sẽ giúp cho chúng ta xem có cái chiều sâu sắc hơn. Với TV dòng 75X90K thì chúng ta có công suất của TV. Đây các bác xem công suất ở đây nhé. Công suất của TV là rơi vào là 329W và hàng ở Malaysia, Sony. Và chúng ta có Bộ Công Thương đánh giá cho con này là 5 sao mọi người nhé, 5 sao. Chân của nó thì được thiết kế chân hai kiểu và chân của nó là hoàn toàn bằng kim loại chứ không có nhựa bọc ở bên ngoài, giống như là các dòng X85, X80. X85, X80 thì chân của nó sẽ có một cái lớp nhựa bọc bên ngoài như này. Đấy. Và bên trong là kim loại. Nhưng con này thì không có, con này là toàn bộ kim loại luôn. Và chân của nó các bác đều có thể để cao như này hoặc mọi người có thể hạ thấp xuống để tịt xuống phía dưới sân, tịt xuống dưới sàn đều được. Đấy là hai lớp của dòng TV này. Ở phía sau lưng của dòng TV X90K thì nó cũng sẽ thiết kế là tương đồng cũng như là hoàn toàn giống so với những dòng TV X85 hoặc là X80. Đây em đang có 3 con kê cạnh nhau, 90 này, 85 và 80. 85 80, ba con này thiết kế các bác nhìn thấy hoàn toàn giống nhau, chỉ khác mỗi cái phần chân thôi. Khi mà các bác treo tường thì cả ba con này là đều giống nhau, cả ba con này đều giống nhau. Chúng ta sẽ có một dòng TV 75 inch to kê trên tường, đó là dòng X90K. Cái điều khiển của dòng TV X90K năm nay thì nó không giống như cái điều khiển hàng năm là có nhiều phím số như này. Đây cái điều khiển đa năng mà em đang dùng ở siêu thị. Thì khi mà chúng ta mua cái điều khiển nó chỉ có vài phím thôi. Những cái phím số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 này nó sẽ lược bỏ đi hết rồi nhé. Thay vào những phím bấm phím tắt nhanh, các bạn bấm tắt nhanh. Đấy là cái dòng điều khiển thông minh và đa năng nhất của bên Sony tích hợp trên các dòng năm 2022. Điều hành của nhiều dòng này thì năm nay Sony phát hành trên các dòng TV từ X75K đều chạy là Google TV. Đều chạy Google TV. Đây mọi người có thể xem cái hệ điều hành của nó. Với cái hệ điều hành Google TV, xin được các bác hệ điều hành Android chạy trên cái nền tảng Google TV. Đây mọi người nhìn thấy này. Với cái chữ Google TV ở góc bên này thì nó sẽ tích hợp trên tất cả các dòng TV Sony năm nay.
và càng dòng cao cấp thì khi mà các bác sử dụng nó càng mượt mà hơn. Đấy, càng mượt mà hơn. Và đây là cái kho ứng dụng mà khi mà các bác vào xem, toàn bộ kho ứng dụng nó sẽ nằm ở phía bên trong này. Mọi người có thể tải thêm các bác nhé, các bác có thể tải thêm được các ứng dụng để thêm vào đây bằng cách là các bác sẽ vào phần app ở ngay phía bên ngoài màn hình. Mọi người vào phần lên trên cùng, nghe gần chỗ ngôi nhà và thư viện có phần ứng dụng, các bác xuôi xuống phía dưới, chọn tìm kiếm trò chơi và ứng dụng, ứng dụng và trò chơi, các bác sẽ đánh vào đây và tải về. Đấy, các bác đánh vào đây và tải về. Hoặc là mọi người có thể tìm kiếm giọng nói, test giọng nói để tải về được. Dòng X90K thì đi kèm ngoài tính năng tìm kiếm giọng nói trên điều khiển thì mọi người có thể tìm kiếm không cần đến điều khiển nữa, các bác vẫn sẽ tìm kiếm được trên dòng TV này. OK Google, Tuấn Long review. Tôi hiểu rồi, sau đây là một vài video. Đấy. Đấy, các bác sẽ vào được cái kênh của em. Thì các bác nào mà yêu thích em thì có thể vào ấn cho em một nút đăng ký kênh để ủng hộ em trong các video mới nhất mọi người nhé. Đấy, các bác vào và bấm vào nút logo và có phím đăng ký ở đây. Các bác bấm vào nút đăng ký là nó sẽ báo là đã đăng ký mọi người nhé. Các bác nào bấm đăng ký thì khi mà có video mới nhất thì ở cập nhật trên kênh thì các bác sẽ vào có thông báo và xem được những video của em về các chương trình khuyến mại cũng như là những cái phần giá thành giảm giá em sẽ cập nhật cho các bác ngay trên kênh. Okay. Đây, các ứng dụng này sẽ có đầy đủ các nhé. Đây, em sẽ vào ứng dụng này. Đây, ở phía dưới cùng này nó sẽ có những cái gợi ý cho mọi người và các ứng dụng giải trí để các bác có thể tải thêm luôn, hoặc là các bác vào phần kho ứng dụng ở đây. Đây, thích tải gì theo chủ đề cũng có. Ở phía trên là cái phần quan trọng là cái phần ngôi nhà này, phần nhà này. Cái phần nhà này là những cái ứng dụng mà chúng ta hay sử dụng và nó có ngay những cái gợi ý ở phía dưới là các bác hay sử dụng cái ứng dụng gì và nội dung như thế nào, nó sẽ có gợi ý ngay ở phía dưới này cho mọi người. Đấy, rất chi tiện lợi cho dòng TV này. Con này thì với tần số quét là 120Hz và có tìm kiếm giọng nói không cần đến điều khiển rảnh tay nữa. Hiện tại với công nghệ chạy led lèn trên dòng TV này, bên em đang xả với cái giá khá chỉ là rẻ. Giá trước các bác mua, giá gần nhất mọi người nhé, mà em muốn báo cho mọi người đó là 40.500.000. Và hiện tại hôm nay thì các bác mua với giá thành chỉ có là 38.320. Với 38.320 cho một con TV 75 inch màn 4K. Hôm trước bán 40.500.000 thì đã có rất nhiều các bác đã mua được dòng này. Hôm nay lại giảm sâu thêm lên đến là hơn con đấy giảm hơn 2 triệu đồng nữa. Thì các bác nào mà muốn đang cân nhắc muốn mua những dòng TV Sony phân khúc 75 inch là X75K, có thể xin các bác 75X90K, có thể nhanh tay liên hệ với siêu thị điện máy của Ecomax ở tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh như này. Em thì nằm trên mặt đường quốc độ, các bác có thể nhìn thấy ô tô ở phía bên ngoài chạy rất nhiều và ngay cửa sân là bên nhà bên hãng họ giao hàng cho bên em cực kỳ là nhiều. Hàng thì em sẽ nhập liên tục rồi nhé, có những lô hàng em giật rất chi là lớn và em cũng đã quay cho mọi người xem những cái lô hàng nhập TV Sony, Samsung hay là các thương hiệu khác nhập rất chi là nhiều để phục vụ các bác. Cái hàng đảm bảo cho người là hàng mới nguyên đai nguyên kiện, đến nơi kiểm tra hàng OK thì mới thanh toán. Em ra vận chuyển miễn phí 20 km, còn các bác ở tỉnh xa hơn thì các bác sẽ bất thêm một ít tiền, một vài trăm nghìn tiền phí vận chuyển về đến nhà mình, các bác kiểm tra hàng và thanh toán nốt rồi nhé. Đi tỉnh thì mọi người phải đặt cọc trước là 10% giá trị sản phẩm. OK, xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi cái video này. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo.